Trước khi bắt đầu, chúng ta cùng trao đổi một chút nhé. Bạn biết được bao nhiêu nam diễn viên gạo cội ở Hollywood? Robert De Niro, Al Pacino, Harrison Ford, Clint Eastwood. Trong danh sách đó, sẽ là một thiếu sót lớn nếu bỏ qua một con người đã là biểu tượng của nghị lực và ý chí vươn lên. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Phim, và trong số nhân vật điện ảnh tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cuộc đời của Morgan Freeman. Morgan Freeman sinh ra vào ngày 1 tháng 6 năm 1937 tại Tennessee, Mỹ. Ông là em út trong một gia đình gốc Phi có 5 người con. Dù mang dòng họ có nghĩa là người tự do, nhưng cuộc sống của nam diễn viên lại chẳng thoải mái được như vậy. Sau khi hạ sinh cậu con út không lâu, bố mẹ Morgan đã phải rời đến Chicago để tìm việc vì bộ luật Jim Crow khắc nghiệt. Trong khoảng thời gian đó, Morgan sống với bà nội ở Mississippi. Nhưng cuộc sống ổn định chưa được bao lâu, Morgan đã phải hứng chịu tin dữ. Năm 6 tuổi, bà nội của ông qua đời, bố mẹ cũng ly hôn vì chứng nghiện rượu của bố. Kể từ đó, nam diễn viên phải chuyển địa điểm sống liên tục từ Mississippi sang Indiana cho đến Illinois. Dù cuộc sống có bấp bênh như vậy, nhưng Morgan vẫn thể hiện được năng lực học tập. Ông được theo học tại trường trung học Broad Street ở Mississippi và thể hiện được khả năng diễn xuất của mình. Đến năm 16 tuổi, nam tài tử suýt chút nữa phải tạm biệt cuộc đời vì bệnh viêm phổi, nhưng bằng một cách thần kỳ, ông đã vượt qua. Dù là một diễn viên nổi tiếng, nhưng ở thuở thiếu thời, diễn xuất không phải là lựa chọn số 1 của Morgan, mà là phi công. Năm 1955, sau khi tốt nghiệp trường trung học, ông đã nhận được học bổng kịch nghệ của trường đại học bang Jackson, song từ chối để gia nhập lực lượng không quân Hoa Kỳ. Nhưng trái với mong ước, Morgan đã phải làm kỹ thuật viên mặt đất. Điều này khiến ông nhận ra thực tế phũ phàng hơn trí tưởng tượng rất nhiều. Lúc đấy tôi mới vỡ lẽ ra rằng, mày không yêu bộ môn này đâu, mày chỉ thích cái ý tưởng về nó mà thôi, Morgan trả lời với tờ AARP về ước mơ thuở nhỏ của mình. Vì vậy, dù lên đến hàm binh nhất thì Morgan vẫn xuất áo quân ngũ chỉ sau 4 năm để quay về với nghề diễn vốn là sở thích của mình. Trên thực tế, niềm ham thích bộ môn nghệ thuật thứ 7 nảy nở cho Morgan từ khá sớm. Hồi nhỏ, ông từng tiết kiệm khá nhiều tiền để có thể xem phim và có lòng ngưỡng mộ dành cho dàn diễn viên nổi tiếng thời đó như là Gary Cooper, Spencer Tracy hay là Sidney Poitier. Năm 9 tuổi, Morgan đã có vai chính đầu tiên trong một vở kịch tại trường. Đến năm 12 tuổi, ông tiếp tục chứng tỏ được năng lực khi thắng giải diễn xuất giữa các trường trong toàn bang. Bây giờ, có thể nói rằng Morgan Freeman là một tài năng cần được mài giũa. Tuy nhiên, cũng như tuổi thơ của ông, thì nghiệp diễn của Morgan không suôn sẻ một chút nào. Đến sau khi xuất ngũ vào năm 1959, ông mới tiếp tục sự nghiệp diễn xuất. Morgan chuyển tới Los Angeles để tìm kiếm cơ hội, nhưng khi ấy, nền điện ảnh vẫn chưa thực sự mở cửa với những người da màu. Họ vẫn phải đóng những vai dập khuôn, tùy tùng của những người da trắng, hoặc có tính cách ngây ngô và ngờ nghệch. Do đó, Morgan không được thành công cho lắm, thậm chí còn phải làm thư ký tại trường cao đẳng Los Angeles để kiếm sống. Cơ mà, trong cây rủi có cây may, tại đây, ông được theo học diễn xuất tại nhà hát Pasadena. Đó dường như là hành trang để Morgan thêm tự tin và tiếp tục chuyển đến New York để thực hiện hoài bão. Phải nói rằng, sự nghiệp diễn xuất của Morgan Freeman là vô cùng đồ sộ và trải dài ở nhiều mặt trận khác nhau. Nhưng không có một lĩnh vực nào là suôn sẻ đối với ông cả. Trước hết, hãy cùng đến với kịch nghệ, cũng là hình thức đầu tiên trong nghiệp diễn của Morgan. Vào đầu năm 60 của thế kỷ trước, nam diễn viên từng là thành viên của một nhóm nhà hát Opera Ring tại San Francisco. Đến năm 1968, khi đã chuyển tới New York, ông đã có màn ra mắt tại nhà hát Broadway trong vở kịch Hello Dolly, phiên bản da màu. Dù vở kịch chiến thắng tại một giải Tony hay còn được biết đến là Oscar của sân khấu kịch, nhưng cái tên Morgan Freeman vẫn không được nhiều người biết đến. Phải đến cuối những năm 70, diễn viên người Mỹ mới gặt hái được một số thành công trên mặt trận kịch nghệ. Năm 1978, ông được đề cử giải Tony nhờ vai diễn trong The Mighty Janes và chiến thắng trong một số giải thưởng quan trọng khác. Bước sang thập kỷ 80, Morgan tiếp tục nối dài chuỗi ngày thăng hoa. Trong 10 năm đó, Morgan đã thắng tới 3 chiếc cúp Opie, đó là giải thưởng có tầm vóc chỉ xếp sau giải Tony thôi đấy. Như mình đã đề cập, phải đến cuối những năm 70, Morgan mới có được những thành công ở lĩnh vực kịch nghệ. Vậy trong khoảng thời gian hơn một thập kỷ, ông đã làm những gì để mài giũa và nâng cao tay nghề của mình? Đó là lấn sân sang mảng phim điện ảnh. Trên thực tế, Morgan đã có vai diễn điện ảnh đầu tiên vào năm 1965 trong bộ phim The Pawnbroker, được đạo diễn bởi thiên tài Sidney Lumet. Nhưng đáng buồn thay, tên của Morgan lại không xuất hiện ở dòng credit. Phải đến sang năm 1971, khi đã bước sang tuổi 34, diễn viên người Mỹ mới có màn ra mắt thực thụ trong bộ phim gia đình Who Says I Can Ride a Rainbow. Tuy hai cái tên này không để lại nhiều tiếng tăm cho Morgan, nhưng chúng là bàn đạp để ông gặt hái những thành công về sau. Sau khi bỏ túi một vài dự án điện ảnh kể trên, Morgan đã quyết định đá chéo sang lĩnh vực truyền hình. Và tại đây, chính là nơi mà phổ biến rộng rãi tên tuổi của ông đến với công chúng. Hai show nổi bật nhất của tài tử gốc Phi vào thời điểm này là chương trình Opera Another World và show truyền hình The Electric Company. Ở đó, Morgan đã hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau như là DJ Mel Mounds, Dracula hay là Easy Reader để mang lại những bài học ngữ pháp bổ ích cho trẻ nhỏ.
Tuy nhiên, Morgan không tỏ ra mặn mà với The Electric Company. Trong buổi phỏng vấn, ông thừa nhận rằng chưa bao giờ nghĩ về tương lai với show truyền hình này. Thậm chí, dù nhận được sự chú ý, nhưng nam diễn viên vẫn không thừa nhận đây là vai diễn bước ngoặt của mình. Lý do có thể là truyền hình không phải là mảnh đất màu mỡ dành cho người đàn ông này. Sự thật là về sau, Morgan cũng không tham gia nhiều vào chương trình truyền hình nữa. Theo thống kê từ IMDb, dù có sự nghiệp kéo dài 56 năm, nhưng ông mới chỉ diễn xuất ở 10 TV series khác nhau. Sau khi The Electric Company bị hủy bỏ vào năm 1976, sự nghiệp của Morgan khá chật vật vì không thể tham gia vào những dự án thỏa mãn. Đời sống tinh thần của ông cũng bắt đầu đi xuống. Nhưng, trong giai đoạn khó khăn như thế, Morgan đã tự cứu mình bằng cách quay lại với điện ảnh, vốn là niềm ham thích của ông. Trên thực tế, điện ảnh mới chính là bệ phóng đưa Morgan lên tầm cao với cả giới phê bình và người hâm mộ. Sau một số vai diễn mờ nhạt và một show truyền hình mang tính tạo đà, năm 1987, sự nghiệp của Morgan chính thức rẽ sang một trang khác. Ông trúng vai Fast Black, kẻ sát khách nhẹ dạ trong phim Street Smart. Nhân vật này đã mang tới cho Morgan giải Oscar đầu tiên tại hạng mục nam phụ xuất sắc nhất. Theo lời của Morgan, thì đây cũng là vai diễn mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của ông. Đến năm 1989, nghiệp diễn của Morgan tiếp tục nở rộ, dường như vai tài xế trong Driving Miss Daisy đã sinh ra để cho ông. Trên sân khấu kịch, nhân vật này đã đem về cho nam diễn viên giải Oppy, còn trên màn bạc là đề cử giải Oscar thứ hai cùng với giải thưởng quả cầu vàng đầu tiên. Cùng năm đó, Morgan còn vào vai thượng sĩ Rollins trong bộ phim Chiến tranh Glory. Đáng mừng thay, bộ phim được đánh giá cao bởi nhiều nhà phê bình, giúp sự nghiệp của Morgan tiếp tục thăng hoa, dù bây giờ ông đã bước qua tuổi 50. Nhưng, gương càng xa càng cay, Morgan không để rào cản tuổi tác cản trở mình. Trái lại, có thể nói thập kỷ 90 là quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của ông. Khi ấy, nam diễn viên xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh chất lượng như là Seven, Unforgiven, Deep Impact. Trong đó, đáng chú ý hơn cả là Shawshank Redemption vào năm 1994, nhờ vai người từ Red trong bộ phim này mà Morgan đã có đề cử Oscar thứ 3 trong sự nghiệp của mình. Cũng trong năm 94, ông còn được bổ nhiệm làm giám khảo tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 44 như một lời khẳng định cho tài năng của bản thân mình. Ngoài ra, đến năm 1997, Morgan còn cùng với Laurie McCreary, một nhà thiết kế hoạt họa kiêm nhà khoa học máy tính người Mỹ, thành lập ra xưởng phim Revelations Entertainment và công ty phát hành Clickstar. Sau 3 lần lỡ hẹn với tượng vàng Oscar, cuối cùng, vào thập niên 2000, Morgan Freeman đã nhận được giải thưởng danh giá này. Năm 2005, ông xuất sắc vượt qua những cái tên đầy tiềm năng khác như là Jamie Foxx hay là Alan Alda để ra giải nam phụ hay nhất nhờ vai diễn Eddie Scrap Iron Debris trong Million Dollar Baby. Với thành tựu đó, Morgan đã trở thành nam diễn viên da màu thứ 9 từng thắng giải diễn xuất của Viện Hàn Lâm, sánh ngang với thần tượng một thời là Sidney Poitier. Ngoài ra, ông còn là nam diễn viên người Mỹ gốc Phi lớn tuổi nhất từ loạt giải Oscar khi chiến thắng ở tuổi 67. Một sự thật thú vị đó là dù vào vai diễn một cựu võ sĩ, nhưng cách luyện tập của Morgan lại không giống nhiều diễn viên khác. Tôi không luyện tập để trở thành võ sĩ đâu, vì tôi đâu có định đánh nhau. Một người lại có một cách làm việc riêng, tôi thì chẳng nghiên cứu gì cả. Tất cả những gì tôi làm là học thuộc lời thoại và để ý đạo cụ thôi. Cũng dễ hiểu phải không các bạn? Đâu thể bắt một người đàn ông sắp bước sang tuổi 70 luyện tập nặng nhọc được phải không? Nhưng dù có thế, Morgan vẫn có cách để khiến bản thân nổi bật. Bí thuật đó là gì thì mình sẽ tiết lộ ở phần sau của video nhé. Còn bây giờ, hãy cùng quay lại với sự nghiệp của người đàn ông này nào. Sau chiến thắng ở năm 2005, Morgan tiếp tục nhận được một đề cử Oscar nữa vào năm 2010 khi hóa thân thành Nelson Mandela trong bộ phim chính kịch thể thao Invictus. Thế kỷ 21 đánh dấu sự quan tâm và tin tưởng của Morgan Freeman với Revelations Entertainment khi ông cùng với Laurie McCreary tiếp tục hợp tác với nhau sau những dự án như là Under Suspicion, Along Came the Spider, 10 Items or Less. Song song với đó, Morgan cũng tiếp tục xuất hiện trong những tác phẩm nổi tiếng khác như là trilogy Dark Knights của Nolan, hay phần Now You See Me, hay là bộ phim hài The Bucket List đóng chung với Jack Nicholson, ông bạn cùng tuổi, và cũng là một huyền thoại sống của Hollywood. Hiện tại dù sắp bước sang tuổi 83, nhưng Morgan Freeman vẫn là một cái tên đáng lưu tâm đối với bất kỳ nhà sản xuất phim nào. Để có được vị trí cao như thế, ắt hẳn Morgan đã phải có điểm mạnh ấn tượng trong diễn xuất. Đầu tiên là giọng nói, chúng ta hãy thành thật với nhau một chút đi. Bạn có cảm thấy rạo rực khi nghe những câu thoại như thế này không? Seeing is believing, but is it truth? Depends on your point of view. Đây chính là bí thuật mà mình đã đề cập ở trên. Morgan đã thắng giải Oscar phần nhiều là nhờ chất giọng đặc sắc này. The Independent đã nhận định rằng giọng nói của Morgan thuộc vào hàng vĩ đại của nhân loại. Trong khi đó, một thống kê tại Anh cũng cho rằng ông có giọng nói Mỹ quyến rũ nhất lịch sử. Lợi thế này khiến cho nam diễn viên được góp giọng trong nhiều tác phẩm quan trọng như video giới thiệu ứng cử viên tổng thống năm 2016 Hillary Clinton hay là giọng dẫn cho video quảng cáo của cựu tổng thống Mỹ Obama. Giọng nói của Morgan có sức hút tới nỗi ứng dụng Waze GPS cũng đã sử dụng nó để làm công cụ chỉ đường cho các tài xế.
Trong chương trình Jimmy Kimmel Live, Morgan đã chia sẻ rằng khi còn học tại trường cao đẳng Los Angeles, ông đã được một huấn luyện viên rất giỏi hướng dẫn về giọng nói và chính tả, và ông đã phải chú ý đến từng âm phụ một. Có lẽ quá trình khổ luyện đã tạo nên chất giọng đặc trưng của Freeman, nhưng đó chưa phải là tất cả. Khi nghiên cứu về giọng nói của Morgan, Casey Klofstad, giáo sư của trường đại học Miami cho biết, đó là âm thanh của một hình mẫu đàn ông vượt trội và mạnh mẽ. Dễ thế rằng, giọng của ông thuộc loại nam trầm và đó cũng là biểu hiện cho sự chính trực, trí khôn và sức mạnh. Thực ra điều này cũng dễ hiểu, các bạn đương nhiên sẽ thích nghe tông giọng trầm vì có độ dày hơn là khẩu âm quá mỏng và thanh, đúng không nào? Bởi vì khi nghe giọng trầm, chúng ta sẽ có cảm giác dễ chịu, tin tưởng và an toàn hơn. À, nhân tiện nếu các bạn muốn có khí chất như Morgan thì ông cũng có chia sẻ đây. One thing I can tell you, if you're looking to improve the sound of your voice, yawn a lot. Yawn a lot. Yawn a lot. Yeah. Why? Tell me why. It relaxes your throat muscles. It relaxes your vocal cords. And as soon as they relax, the tone drops. The lower your voice is, the better you sound. Giọng nói quyến rũ đã hỗ trợ Morgan rất nhiều. Có hàng tá bộ phim mà nam diễn viên này chỉ góp giọng kể chuyện như là War of the World, March of the Penguins, The Long Way Home. Ở lĩnh vực truyền hình, nam diễn viên cũng góp giọng trong một số chương trình và phim tài liệu như là Cosmic Voyage. Yet the nucleus contains almost all of the atom's mass, packed into particles called protons and neutrons. Civil War, 30 for 30. Quay trở lại với câu chuyện, bà Pamela Rutledge, một nhà tâm lý học truyền thông tại trường đại học Fielding Graduate, cho rằng giọng nói của Morgan rất hay, một phần vì chúng ta đã quá quen thuộc với những nhân vật trên màn ảnh của ông. Chúng ta xem Morgan vào vai tốt đến hết lần này qua lần khác, nên thiện cảm có thể tăng dần qua từng năm thôi. Điều này lại dẫn tới một đặc trưng nữa trong phong cách diễn xuất của Morgan, đó chính là những nhân vật chính diện. Xuyên suốt sự nghiệp, trong phong thái đĩnh đạc và uy nghi, Morgan đã quá quen thuộc với hình ảnh già dặn, khôn ngoan, dễ lấy cảm tình từ người xem như vai thượng úy Rollins trong phim Glory, thanh tra Somerset trong Seven hay cựu võ sĩ Eddie Scrap Iron Dubris trong Million Dollar Baby. Thậm chí, những điểm mạnh như giọng nói hay là ngoại hình còn giúp Morgan trở thành chúa trong hai phần phim Bruce Almighty và Evan Almighty. Dù ông chỉ góp giọng là chính, cũng vì điều này mà nhiều người đã đặt cho Morgan danh xưng chúa như một sự ngưỡng mộ dành cho ông. Song, sự ổn định đó dường như không phải là mục tiêu của Morgan. Tôi không muốn bị gò bó, càng đa dạng hóa càng tốt mà. Hình ảnh của tôi đã gắn chặt với những vai chính diện, điều đó thì không thể thay đổi được rồi. Nhưng một câu chuyện tốt cùng những nhân vật thú vị mới là thứ tôi tìm kiếm. Nói là làm, Morgan đã chứng tỏ được sự đa dạng trong diễn xuất. Năm 2008, ông tham gia dự án Wanted bên cạnh James McAvoy và Angelina Jolie trong vai trùm tội phạm Sloan. Trước đó 10 năm, Morgan cũng đã từng hóa thân thành kẻ thù ác tên là Jim trong tác phẩm Hot Rain. Chỉ mới đây thôi, nam diễn viên 82 tuổi đã xuất hiện trong hai phần phim Now You See Me trong vai Thaddeus Bradley, một thế lực đối lập với phe tứ kỵ sĩ. Tuy những phim kể trên không được đánh giá cao bởi giới mộ điệu, nhưng chúng là minh chứng cho thấy sự biến hóa của Morgan. Với khả năng thích nghi, Morgan còn bỏ túi một số thành tựu ngoài diễn xuất đáng chú ý khác. Ông từng ngồi ghế đạo diễn trong hai dự án là phim điện ảnh Boffa và một show truyền hình ngắn mang tên Madam Secretary. Trên màn bạc, Morgan nổi tiếng với những hình ảnh đạo mạo và đĩnh đạc, và ông cũng phần nào đem lối sống này ra ngoài đời thực. Năm 2004, nam diễn viên thành lập quỹ hỗ trợ Grenada, hiện tại được biết đến là Planet Now, để giúp đỡ những nạn nhân của cuộc khủng hoảng thiên nhiên. Tài tử gốc Phi còn ủng hộ tiền mặt cho Hiệp hội Giải cứu Động vật Mississippi với mong muốn tạo ra môi trường sống tốt hơn cho các loài động vật. Ông cũng rất tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng khi lồng giọng cho một vài clip có tính phổ cập cao, tiêu biểu như là Why Are We Here, sản phẩm của One Earth, tổ chức được thành lập nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Morgan nổi tiếng với danh xưng chúa, và ở ngoài đời thực, ông cũng thể hiện sự tôn kính với đấng tối cao. Có người nói chúa đã cứu tôi đã sống qua rất nhiều chuyện mà không thể mang hỏi, tại sao? Chẳng ai đoán biết được vận mệnh cả, sống là phải tin tưởng thôi, đó là lý do chúa tồn tại, Morgan chia sẻ khi được hỏi về lần chết hụt năm 16 tuổi. What happens when someone sees or feels the presence of God? It can alter the course of many lives, even change the world. Có thể rất tích cực đối với xã hội, nhưng chú Morgan Freeman cũng như bao người khác phải đối diện với những vấn đề riêng trong cuộc sống. Ở phần đầu của clip, chúng mình đã đề cập về việc Morgan từng thắng giải diễn xuất toàn bang. Thật kỳ lạ khi việc tham gia cuộc thi đó thực ra lại là hình phạt dành cho Morgan vì lỗi rút ghế của Crush. Cái vận trái ngang trong chuyện tình cảm tiếp tục đeo bám ông mãi về sau. Đến nay, Morgan đã trải qua hai đời vợ. Đầu tiên là Janet Adair Bradshaw, sau đó là Myrna Carly Lee, nhưng rồi lại trở về đời độc thân. Trước khi chia tay Janet, Morgan còn mắc chứng nghiện rượu và có vẻ như đây là lý do trực tiếp dẫn đến sự đổ vỡ.
Sau này, nam diễn viên còn dính phải những cáo buộc xâm hại tình dục. Theo đó, vào năm 2018, đã có đến 8 phụ nữ buộc tội Morgan vì đã có hành vi không đúng mực với họ. Tuy đã lên tiếng đính chính và được minh oan sau đó, nhưng Morgan vẫn phải hứng chịu hậu quả. Cụ thể là việc Visa chấm dứt chiến lược quảng bá với ông khiến nam diễn viên bị ảnh hưởng ít nhiều. Mike Wallace, một phóng viên từng phỏng vấn Morgan vào năm 2006 đã nói rằng ông ấy là một người thú vị và sâu sắc, không hề cay nghiệt một chút nào luôn. Ông ấy vẫn muốn khám phá cuộc sống và thời gian của mình đấy. Nhận định trên đã tóm gọn về con người của tài tử gạo cội này, và dù vẫn có những vấn đề nhất định trong cuộc sống, nhưng không thể phủ nhận rằng tài năng và sự cống hiến của Morgan cho nền điện ảnh thế giới. Ông đã, đang và sẽ là tấm gương sáng cho lòng nghị lực, ý chí quyết tâm và không bỏ cuộc. Mong rằng Morgan sẽ còn tiếp tục mạnh khỏe, giữ phong độ để khán giả đại chúng có thể thưởng thức giọng nói quyến rũ và dõi theo phong thái đĩnh đạc của ông thêm nhiều lần nữa. Và đó là những tổng hợp của chúng mình về Morgan Freeman, một trong những diễn viên kỳ cựu của nền điện ảnh thế giới. Thật là một cuộc đời nhiều thăng trầm phải không nào các bạn? Nhưng dù vậy, mình tin rằng chúng ta ai cũng sẽ có một bản thể Morgan Freeman như thế, sẵn sàng vượt qua khó khăn, không ngại thất bại để chạm tới ước mơ của mình. Và thời điểm này, khi cộng đồng vừa phải bắt đầu một cuộc sống mới, bản thể lại càng cần được phát tiết để guồng quay có thêm động lực và nhanh chóng trơn tru như những ngày đầu. Một con người tưởng như lạc lối vẫn có thể đứng dậy và chạm tới tượng vàng Oscar thì có gì mà chúng ta lại không thể các bạn nhỉ? Ok, và số nhân vật điện ảnh tuần này xin phép được khép lại tại đây. Và như thường lệ, nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like và share nó. Còn nếu muốn nghe chúng tôi nói nhiều hơn về phim ảnh thì đừng quên nhấn đăng ký vào kênh và cả nút chuông thông báo nữa nhé. Mình là Hiệp, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau của Phê Phim nhé. Bye bye! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.